là sẽ móc 3 mũi móc đơn. Móc 3 lần một đơn một tăng. Tiếp tục móc 3 mũi móc đơn. Móc tiếp 2 lần một đơn một tăng. Sang chuyển mũi kết hàng lên mũi bính. Hàng thứ tư mình sẽ móc ở cạnh trong nhé. Đây có hai cạnh, cạnh ngoài và cạnh trong, sẽ móc 24 mũi móc đơn ở cạnh trong. Móc luôn một mũi ở cái cạnh chân mũi móc đơn trượt này. Họ sẽ móc xung quanh là 24 mũi. Sau đó lên cái hàng thứ 5 thì mình cũng sẽ móc 24 mũi móc đơn, lặp lại của hàng 4 nhưng mà mình sẽ móc cả hai cạnh luôn. Đó, hàng 4 thì mình móc một cạnh trong nhưng mà hàng 5 sẽ móc 24 mũi móc đơn ở cả hai cạnh. Sau khi mình móc xong hàng 4, hàng 5 mình sẽ trượt mũi lên mũi bính. Nên hàng 6 sẽ móc 2 mũi móc đơn. 9 mũi giảm. Móc xong 9 mũi giảm thì mình sẽ móc 4 mũi móc đơn còn lại. Sang chuyển mũi kết hàng. Nhân hàng thứ 7 lên một mũi bính. Tại chân mũi trượt sẽ móc 1 mũi móc đơn. Hàng thứ 7 sẽ móc 3 mũi móc đơn. 3 mũi giảm. Sáu mũi móc đơn. Phần này thì mình sẽ nhồi bông vào phía trong này.
Sau đó thì mình sẽ thay cái phần dây màu xanh, mình sẽ luồn qua hai chân móc phần màu tím này. Móc cái sợi dây màu xanh này vào. Sang chẹt mũi này. Kéo cái đầu dây phía xanh và màu tím ra phía sau. Mình sẽ cắt cái phần màu tím đi. Nên hàng thứ 8 này thì mình sẽ móc ở cạnh trong. Sẽ móc cạnh trong là 6 mũi giảm. Bắt đầu từ chân mũi đơn này. Mình sẽ lên mũi bính nhé. Hai phần dây sẽ ốp vào phía trong để móc cùng luôn. Mình sẽ móc 6 mũi giảm ở cạnh trong. Sau khi mà mình móc hết 6 mũi giảm này thì từ hàng thứ 9 đến hàng thứ 13 mình sẽ móc toàn bộ là 6 mũi móc đơn, không tăng không giảm, bằng cái màu xanh này. Đó, mình sẽ móc 6 mũi giảm, sau đó sẽ móc từ hàng 19 đến hàng 13 sẽ móc toàn bộ là 6 mũi móc đơn. Sau khi mình sẽ móc xong hai cái phần chân này thì sẽ móc xong phần mắt nhé. Phần mắt thì mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật này. Sẽ móc lên một mũi bính. Trong vòng tròn ma thuật thì mình sẽ móc 8 mũi nửa kép. Sẽ siết nhẹ cái vòng tròn ma thuật này nè, sang chẹt mũi kết hàng, chân mũi đầu tiên này, lên mũi bính và sẽ cắt cái phần dây này, siết cái vòng tròn ma thuật nè. Đó, phần mắt thì mình sẽ có hai cái phần mắt như thế này. Sau đó thì lát nữa thì mình sẽ gắn cái phần mắt vào bên trong. Đó, giống như vậy. Và sẽ trang trí vào cái phần chữ nhé. Và phần tay này. Phần tay thì mình cũng sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Sau đó sẽ móc 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật. Và từ hàng thứ 1 đến hàng thứ 8 sẽ móc toàn bộ là mũi 6 mũi móc đơn, không tăng không giảm, mà mình sẽ móc hai cái tay giống như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ gắn phần mắt này, hai tay và chân vào với lại phần chữ. Sau khi mình đã khâu các phần mắt này, tay, chân vào với lại chữ V, mình đã có xong một bé chữ rất là xinh xắn. Mình có thể dùng làm móc treo ba lô cặp sách này, hoặc là dùng trang trí, dùng làm quà tặng rất là xinh. Đó. Giờ thì mời các bạn theo dõi các video sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.